Sau mổ đục thủy tinh thể, tôi có thể chắc chắn hai điều. Thứ nhất, không có đục thủy tinh thể trở lại. Thứ hai, thủy tinh thể nhân tạo đã đặt vào mắt không bao giờ bị hỏng, không bao giờ hết hạn sử dụng. Sau một thời gian, thông thường là 6 tháng, thì bệnh nhân mổ đục thủy tinh thể có tình trạng đục bao sau. Chính tình trạng này có thể làm cho thể lực bệnh nhân sụt giảm so với lúc mới phẫu thuật. Tuy nhiên, các bạn yên tâm, với tình trạng đục bao sau, đơn giản chỉ cần chiếu laser đục bao sau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Đơn giản là các bạn chỉ cần ngồi trước kính sinh hiển vi khám bệnh và việc chiếu laser diễn ra trong vòng đúng 1 phút, mọi chuyện đã được giải quyết. Thế còn lại, tất cả các cái vấn đề giảm thể lực khác là do những cái bệnh lý ở mắt hay toàn thân thì chúng ta cần phải được các bác sĩ chuyên khoa khám và chẩn đoán để có một cái điều trị chính xác và kịp thời. Tóm lại, sau phẫu thuật đục thủy tinh thể một thời gian mắt mờ thì chúng ta nên đến khám tại các trung tâm nhãn khoa có uy tín để được chẩn đoán và điều trị chính xác kịp thời. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại ở các video sau.